là có vợ sau này tôi đây thấy dành biết nó khổ lắm, không có vợ nào mà cho anh ý đem tiền hoài, chỉ là cung cấp tới là con là tốt, vợ bà ngoại được cái cũng tốt đó, đừng nghe lời ai ta nó nói anh ý nha, anh Kháng gửi cho 1 triệu ha, 2 triệu ha, có nhiều với nhiều, ít mình ít tình nghĩa cha con, mai mốt sau này cũng đậm đà như vậy đó. Nó có vợ sao, con vợ đừng bà giờ nó khó lắm, nó không cho thằng chồng nó mặn đâu, nó không cho thằng chồng nó là đưa tiền cho nuôi con đâu. Rồi anh nói với anh ấy sao, tôi gặp tôi biết anh ấy có sao, hỏi tôi khuyên anh ấy anh có vợ nữa là không được nuôi 2 con, không có cái con đừng bà nào nhào vô nuôi 2 con đâu. Là cô cũng có nghe là người ta tự suy nghĩ đây, thấy bà ngoại nuôi nha, con mình nó lớn được tốt, cứ việc tới lui thăm nửa tháng có 500 cho 500 mua sữa phụ mẹ, nói ngọt mẹ con mình đi, tôi vậy chứ con mình cháu ngoại ta không bỏ, tôi từng có con tôi biết mà, đừng có ai nói bên nội coi vậy chứ, bà đó coi vậy chứ không có chăm sóc cháu bằng đâu, tội dữ lắm. Tôi nhìn thấy tôi biết rồi, đừng có nghe lời ai nói anh tôi mà biết số điện thoại của cái ông ní đó, tôi điện tôi khuyên ảnh đó, anh có vợ nữa tôi anh tôi có mà có vợ nữa hay người mẹ kế không cho con ăn quýnh đập anh, vậy anh nghe lời nó đâu có nói em không quýnh mà thật cơ quýnh thằng nó muốn chết luôn. Em không quýnh để cho bà ngoại nuôi rất là ok, tôi tức quá, nay thấy số điện thoại tôi điện mà chứ tôi không điện đâu, tôi tiền Giang mà tôi tức lắm. Tại vì tôi thấy ở đây là mẹ vậy á, con là quýnh con, tao quýnh lén về nói chính tay cuộc thịt tôi này về nói, nó không có tôi giận tôi nói anh tôi đừng có nghe lời, đem con gửi gì lại cho bà ngoại đi, đừng nghe lời quýnh muốn chết thằng nhỏ luôn, vậy nó không có thằng nhỏ nhỏ nó mà tường đứng đừng nói nữa mày đi tôi giết mày đó, còn nói nó sợ. Thôi đất ơi, không có con nào đừng bà nào mới ưng cái thằng lý này ha, nói không có con nó còn ok ha, nói dạ trước tôi con tôi phải đi thăm cho 1 triệu 500 triệu à, không nuôi được cái mày thằng biến vậy nuôi bạn vợ lớn vợ nhỏ nào nuôi, cạo đầu tôi cạo xuống tôi đưa bằng tay danh nè, người phụ nữ tôi là sống tôi biết, tôi là có tình có nghĩa nhất trên thế giới tôi biết, tôi muốn tôi không chấp nhận con thôi, tôi chấp nhận tôi phải lấy thằng đó, anh nói danh lý đi để tội lắm, để bà ngoại nuôi là ok, thành vương mạnh vương có cho như cho không cho thì từ từ giúp đỡ được sự mang ơn, từ từ nó lớn tự nó đi mằng. Chỉ là cô cũng sợ, cô cũng sợ là về là mẹ ghẻ con chồng hả cô? Không bao giờ mà nuôi đâu, tôi tin đi 1.000 người chưa ai, chỉ là có tôi hay là kia nọ, tôi không chấp nhận hả anh thì thôi, nếu tôi chấp nhận tôi phải nuôi con anh, tôi bỏ là tôi tội ác phải không? Mà người đàn bà giờ nó không bao giờ nó ấy đâu, thằng chồng đi mặn ở nhà nó quấn chết mẹ, mày ăn mẹ em kia không cho mà con, thí dụ có thêm đứa con của nó nó lo con kia chứ không lo con này đâu, anh tin tôi đi. Để bà ngoại nuôi là thằng nhỏ nó còn có tương lai. Nó nói thiệt, dầu ta hung dữ đừng nói vậy, ta có tương lai, tuy rằng cha tới lui nữa cũng tình nghĩa cha con, tới lui đi nữa tình nghĩa cha con rất là đậm, nó cũng dẫn thương cha nó, ừ cha cũng lo cho con, nó dẫn thương cha nó, chừng cha nó cách đứt 6 tháng vậy coi là không được rồi đó, nói chung vậy đi, anh nói nhiều khuyên vậy để bà ngoại nuôi thấy ok, dầu gì kệ nó, còn gót thằng gót thì nó đỡ hơn, con ta con ruột của người ta dù gì cháu có cháu nào cũng nuôi, mà cái bà kia không được đâu, coi vậy về cháu bán nuôi đàng hoàng đâu, khanh bả thấy lề xề lách sạch sao nuôi nổi thì cũng nói không nổi nên sao mà thức khuya, tại không kể vạch ra chứ bà thức khuya, tại tổng bà không biết bà thức khuya không có nổi đâu, bà ngoại này coi vậy còn cứng cũng nhờ mấy gì mấy cô nó ở gần. Bà thức khuya không có nổi đâu, nhìn cái tướng bà đi về xề đi không nổi rồi sao thức khuya, tôi cháu tôi còn trẻ mà tôi bằng ngày tôi giữ thôi chứ đem tôi tả tôi không làm nổi đó, tôi còn trẻ nè, đừng nói cha mẹ nó làm gì làm chứ thôi, đừng nói chi công vợ nói vậy đi, để anh cho bà ngoại nuôi cho 2 nhỏ nên thân thấy tội quá thiệt luôn á, cũng sợ là bà ngoại lớn tuổi nuôi không nổi, cô nuôi không nổi thì nó đã từ từ nó đã lớn rồi, cha nó đảo tới đảo lui cho tiền, nó kêu cha nó đảo tới đảo lui ở đây như vậy, đảo tới lui cho tiền nó rất là thân mật cha con, rồi nữa nó cha nó về đâu nó về. Mẹ nó thôi với bà nội nó dạo, cái mấy bà thì tôi kêu chừng nào bà nội nó dạo thì dạo nha, tôi nói mày bỏ cho bà nội mày nuôi đi là đối đúng phải không, bà nội mày dạo để bà nội nuôi đi, con nhỏ này cũng tới lượn tôi nè, tới lui nó thăm, giờ con nó cũng mẹ cha cũng được quyền cho tới lui thăm vậy, nó thôi rồi á, mà bà nội nó dạo để cho bà nội nó nuôi đi, bà nội nó nghèo mày lấy bắt, nói chung vậy đâu, anh thấy bà nội nó kia đâu có thoải mái không. Anh nhìn kỹ cái người nào nuôi không mà biết quyền cãi nó, bà ngoại nó nuôi dầu 5 tháng 7 tháng lớn rồi nó cha nó thăm tới rồi yêu cầu, tại cha nó dở đó, yêu cầu nửa tháng 20 ngày tới cho con tiền cha con đi học ra đến này kia nọ, nó rất là có tình cảm cha con nữa, ở đây có nè cha người ta không hề chết đâu, có bỏ cha ta, tại vì nếu mà cha nó bỏ đứt 6 tháng rồi là nó coi không ra gì cơ, nó lớn nó biết rồi, nó nói rồi, nó ở với bà ngoại nó nhờ mạnh thằng Quân nuôi nó, cha phải tới lưu thăm là sau này cũng tình nghĩa cha con, anh khuyên lý đi, đừng có ôm vậy nó có vợ không được đâu, quýnh tay tôi luôn không hay đâu đó. Nếu không có chặt bàn tay tôi ở đây nhiều người lắm rồi nè, chỉ là thằng chồng ở nhà quýnh miếng thường xuyên, nhà có giường có tược làm á, nó biết nó không sợ vợ nó ra ông quýnh nó này kia nọ, mà định đem về bà ngoại tội nhỏ nhỏ nhất đó,
nhỏ lớn bắt quá, nhiều khi nó quá ức hiếp nó đi bụi đời, nó đi như nào. Dạ. Yeah. Chứ thằng nhỏ nó trời ơi, anh để cho bà ngoại, tôi thấy bà ngoại coi vậy, bà nói giữ chầu không, mình không biết mà, nhưng con gái ruột ta chết rồi, con ta coi vậy cháu ta con cũng đàng hoàng, mà mấy người kia ta cũng thương mấy nhỏ, ấy chồng chết ta cũng thương, để nuôi đi. Trời đất ơi, định đem về không có vợ nhỏ nào mà nuôi con hết trơn á, nuôi con chồng đâu, nó làm rồi sau này nó cho mới đầu tiên nó vậy nha, sau này ở viết rồi nó mê có con kia, ví dụ đàn ông mà cái bắt đầu lấy chuyện không cho tiền đi bằng đâu, thế nó đậu đâu cho. Ừ, tôi ưng này giờ tương tháng tôi về cho con tương triệu, 2 triệu rồi ok. Chứ mà nuôi nó nuôi chặt tôi nè, không có đứa nào mà nuôi đâu. Đừng để về khổ con, anh giải quyết ấy vậy đi. Để cho nó nuôi đi, khuyên nếu là phải có số điện thoại tôi điện rồi nè. Gặp em tôi khuyên là nó cũng chịu nó. Ta có khả năng để ta nuôi đi, nuôi đứa con cực chứ lắm cháu. Con dâu tôi nè, 7 tháng rồi nè, ẩm cho xe tối ngày bắt tôi ẩm tới nuôi rồi tôi chịu nổi luôn. Dạ yeah. Mà cho ăn cho đốt kỹ càng, nhớ không kỹ càng nó bệnh chứ. Thằng ơn dâu cho nước rồi phải nước, nước trong ấy phải nấu ra. Kiểu quậy phải cho uống từ mức, chút phải chút bệnh bằng thuốc không á, bằng cái gì nó đưa đồ chút á. Nói thật tôi nghe chú không dạy nha sư. Sao mà tôi thấy gì sao? Mấy cái bà ở chốn, chứ nó dương nó ra có giúp được tiền gì cho người ta không? Bây giờ á, cái bà ngoại đó nó thật mới không có mạnh thường quân cho tiền má nuôi không? Bà già bà lấy gì phải má nuôi? Má nuôi nó nói nó hết tiền mà đi xin gì, bà lẫn luôn chứ. Nó để gì cho ba người ta đi, người ta... nậu người ta nuôi thì ba người ta làm thì người ta đem tiền về cho nậu người ta nuôi. Không lẽ người ta nuôi con ta không được thì kể gì thì kể người ta đi. Rồi mình giận thì mình lo, mình mới nuôi chứ giận mình mới nuôi hết tiền rồi đi ăn xin, đi giận chứ. Nhưng con cho thì nuôi không có, bà nuôi thôi, bà mấy tuổi rồi. Bà làm gì mà ra tiền bà nuôi. Bởi vì mấy bà ở sớm nữa, ở binh chợ, tôi nghe tôi sẽ tướng binh lên bảo chứ. Mà tôi thấy không hợp lý. Ai dành nuôi thì người đó nuôi, ai dành nuôi thì người đó lo. Còn bên nội người ta dành nuôi thì bên người ta làm ta gửi tiền cho mẹ anh ta nuôi. Không lẽ bên bà ngoại nuôi chứ người ta làm ta gửi tiền gì bà ngoại cho bà ngoại nuôi cậu đó luôn hay gì. Không hợp lý chứ, mấy bà sớm nó ở bên dưới bên bà ngoại đứng bên ai chứ. Mà tôi nghe thấy không hợp lý gì chứ. Dạ. Nói thiệt, đàn ông nè, vợ chưa chết còn có bồ nữa. Còn nhà chồng chết nó dụ nó có bồ thì cũng sao chứ. Tại vì nó đi, tại vì bà ngoại, bà già vợ nó có tiền mạnh nguồn cho rồi. Cho nuôi có tiền nuôi rồi, cái gì nó đi nó chưa cái tiền về cũng hợp lý hơn cái gì chứ. Cho tiền nuôi 10 triệu rồi đi sắm vàng, cha cha nó cho để tiền sáu đi sắm vàng, để cứ dần dần nuôi không có tiền bả dần nuôi hết. Rồi tôi nghe tôi thấy cứ ra như vậy tôi coi, tôi binh lên nổi chứ, tôi thấy nè mấy cái bà sướng lắm, cha cha nói chuyện nó hợp lý chứ. Bà nói vô nó ra rồi bả có cho tiền tao không? Bà bên bà ngoại nó bả có cho tiền bên bà ngoại cho nuôi cháu tao không? Chuyện của người ta mà. Nuôi thì tôi dễ ký gì nè. Nghe tôi coi ông vợ tôi coi nhiều lắm. Nhưng mà tôi phí ông thì bằng thì tôi thấy làm như cũng hơi bên bên ngoại vậy đó. Cô nãy là không biết là người như thế nào cô. Tôi thì tôi không đánh giá gì cho nè. Tại vì kiểu như nghèo không có tiền thì bây giờ làm gì làm thì nếu mình nhậu nuôi thì người ta cũng đã dán thì đi làm để nuôi con người ta. Ví dụ mà bên nó lo nổi thì cũng bà già ruột người ta lo. Ví dụ hỏi chứ giờ giọng thứ đi dẫn con đi bán số cũng được gì. Ví dụ người ta dẫn con đi bán số. Mạnh thường quân cho tiền cứ ý cái tiền đó rồi dần dần nuôi. Còn lấy dụ người bà ngoại nó nuôi bắt buộc thằng đó cũng nuôi. Chứ không lẽ bà ngoại nó nuôi rồi thằng này nó không nuôi luôn. Đó, ví dụ mà dễ là con nuôi thì bà già ta cũng nuôi. Giờ sợ giọng thứ hai đứa con nó vậy đâu dữ. Đó tụi nuôi xong 6-7 đứa con còn được. Cứ lấy dụ cho nuôi đi. Bây giờ không cho ăn học cho nơi cái trốn đi, tụt quá con ngày 2 buổi. Ví dụ đi rồi nó lớn lên nó tự nó lo lắm ăn lên á. Cái gì đâu mà dành nuôi. Nếu mà nào dành nuôi bệnh nó lo à. Nó tốn là như vậy đó. Dạ. Yeah. Như vậy mấy bảo sớm nữa hả? Binh ngoại. Binh rồi cho tiền ta nuôi cháu được không? Hắn ở kêu qua, ở cho bà ngoại nuôi đi. Ừ, thì đó giờ thằng kia nó cho bà ngoại nuôi đó. Nuôi là tao không cách dẫn người lên nào lo thì nuôi cho anh đó lo à. Nó nói gì chứ. Tôi coi giống vậy biết như tôi coi thì thấy mấy cái bà là trụ gì ăn phải với tiếng đừng nghe thấy chị cũng chết. Bây giờ mạnh thường quân đừng cho tiền ai nữa trên dứt khoát đừng cho ai nữa trên tự lo đi ai nuôi thì lẫn nuôi thì người đó nuôi những cái bà này đã nói chuyện mình nuôi nó nuôi nó sợ nó lấy gì nó nuôi cái bà con bỏ con ta đói chết luôn 70 mấy tuổi rồi già rồi lấy ra làm gì ra tiền mà nuôi. Tôi thì tôi quý hiến vậy đó hứa tiếng như là bây giờ mạnh thường quân đừng cho tiền ai nữa trên bên nào không cho chân nó tự người ta là kính xin lên ta đi.